người đã trở lại với kênh của Linh Kiện Store. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người một mẫu bàn phím cơ cao cấp giá cực kỳ rẻ luôn, rất phù hợp với anh chị em xài cho văn phòng cũng như là mình có thể chơi game được luôn nha mọi người. Và dòng bàn phím này thiết kế rất là nhỏ gọn luôn, mình có thể để vào ba lô và di chuyển cực kỳ dễ luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở hộp và review chi tiết những chức năng của cái bàn phím này nha mọi người. Trên tay mình đây là dòng sản phẩm Zhijunlan K3 đó. Dòng này thì nó có 4 bảng màu cho mình dễ lựa chọn nè: đen cam nè, trắng xanh nè, trắng cam và màu đen nha mọi người. Và có hai dạng nút là Slowit và Redwit nha. Thì phím bên mình nhập về thì chỉ có Slowit thôi nha mọi người. Bên mình chỉ có hai màu thôi, đó là màu trắng xanh và màu trắng đen cam nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cui ra cho mọi người coi thử nha. Và hai bảng màu sắc có sẵn ở bên mình đó chính là trắng xanh cũng như là trắng đen cam nha, rất là đẹp luôn. Và dòng sản phẩm bàn phím K3 này là dòng 100 phím, thiết kế rất là gọn gàng, cực kỳ gọn gàng luôn. Và nguồn rời nữa, nguồn tai si rời giúp cho mình tháo lắp dễ dàng nè, bỏ ba lô di chuyển rất là gọn gàng luôn. Dòng nút bấm này là dòng Blue Switch nha mọi người. Nút bấm có sự đàn hồi khá là êm luôn, bấm rất là đã. Và phía sau của bàn phím nó sẽ được thiết kế 4 chân cao su nè, giúp cho mình xài nó không bị trơn trượt nha, nó có độ dính cao đó. Và nghiêng, cái chân nghiêng của nó nữa, chân nghiêng nó sẽ có hai chế độ là chế độ vừa và chế độ cao đó, có hai chế độ cho mình lựa chọn. Và có thêm chuyển màu sắc rất là đẹp luôn, để mình test cho mọi người coi thử. Và để sử dụng chức năng chuyển màu thì chúng ta nhấn nút FN phía dưới nè và nút In S ở phía trên. Đây, chế độ thứ nhất này, chế độ thứ hai nè, rất là ảo diệu luôn nha mọi người, rất là đẹp. Chế độ 3, lung linh lung linh lung. Úi giời ơi, tuyệt vời luôn. Vừa rồi mình cũng đã review xong dòng sản phẩm bàn phím cơ Zhijunlan K3 này. Thì cảm nhận của mọi người như thế nào về dòng bàn phím này? Theo cảm nhận riêng của mình á, thì bàn phím cơ cao cấp trên thị trường vài triệu có rất là nhiều, nhưng đối với dòng K3 này giá chỉ vài trăm cành thôi, nó sở hữu các chức năng không thua gì những dòng cao cấp nha mọi người. Đó, gọn gàng nè, nút bấm cực kỳ êm và nhạy nè, đàn hồi tốt đó, chế độ đèn cực kỳ ảo diệu, cực kỳ đẹp luôn. Và giá của nó cực kỳ rẻ nữa đó, đó là yếu tố quyết định nha mọi người. Mọi người có hứng thú cũng như là quan tâm đến dòng sản phẩm này thì mình có thể liên hệ qua số hotline để được đặt hàng cũng như là được hỗ trợ thật kỹ về dòng sản phẩm này nha. Hoặc là mình có thể lên trực tiếp chi nhánh bên mình, mình sẽ để hai địa chỉ chi nhánh ở bên dưới để mình có thể tới trực tiếp cửa hàng để được trải nghiệm thực tế hơn về dòng bàn phím này. Rồi, thì mọi người có hứng thú cũng như quan tâm đến dòng sản phẩm này thì mình có thể liên hệ qua số hotline để được đặt hàng cũng như là được hỗ trợ thật kỹ về dòng sản phẩm này nhé. Hoặc là mình ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình có thể tới trực tiếp hai chi nhánh ở bên mình để được trải nghiệm rõ nét nhất về dòng sản phẩm bàn phím này nha mọi người. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.